Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, Minh Đức Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 28 tháng Dinh năm Quý Mão, ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc lao giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cầu Trần va ngũ hành ngũ hành nên mạch thiên hà Thủy ngày Đinh Mùi tức can sinh chi nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên Hà Thủy kỵ tuổi Tân Sửu Kỵ sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành một cục dùng với sửu hình sửu hại tý phá tuất và tuyệt sửu về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỵ sửu, tân sửu, tuổi xung trong tháng gồm tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, sao tốt trong ngày gồm có sao thiên đức, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sau xấu trong ngày gồm có sau thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 chi tiết cụ thể nhất nhất. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 là ngày mà người tuổi Tý đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Tý. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại. Dẫn may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi tí cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có các thần bên cạnh, bạn sẽ dẫn tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất. Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi tí vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa. Giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc các tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, thình, thân. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi sửu. Hôm nay, tuổi sửu đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa. Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa. Chuyện làm ăn của tuổi Sửu hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi tuổi sửu cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cam, xanh lá. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi dần. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Dần khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì. Nếu tuổi Dần không tiếp tục cố gắng thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc bản thân đang bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Do đó, Hãy tìm nguồn cảm hứng và niềm vui bằng những việc như học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, tìm kiếm những trải nghiệm thú vị để nạp lại năng lượng. Điểm sáng cho tuổi dần trong ngày thứ bảy này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm. Bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, tuổi dần cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường vàng, hồng. Quý nhân phù trợ họ ơi. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mão. Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng vào ngày hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023, tuổi Mão gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ không biết kiên nể dễ tự rước họa vào thân hơn nữa kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến uy tín của tuổi mão những kế hoạch của tuổi mão đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó vượt qua được những chướng ngại như vậy, tuổi mão sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế. Dận trình tình cảm của tuổi mão cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức quá giải tốt nhất cho tình huống này. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc các tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, ợi, mùi. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi thìn. Tử vi ngày thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại. Có tài lộc, hoặc tuổi thình có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ. Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi thìn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, dẫn trình về phương diện tình cảm vào thứ bảy này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước. Bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt. Giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc các tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, dậu, ý. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 hôm nay, tuổi Tỵ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng. Ngay khi nhìn thấy cơ hội hé lộ, tuổi tỵ sẽ nắm bắt và tận dụng đó một cách hiệu quả nhất có thể. Tuổi tỵ đã có sự lựa chọn vô cùng đúng đắn và đang đi trên con đường rất phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến tuổi tỵ cảm thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để tiền bạc trong túi được sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa tuổi tỵ và một nửa của mình phải đối mặt với nhiều trở ngại, thử thách. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình. Không có được sự thấu hiểu mối quan hệ khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn và tranh cãi. Giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường, đỏ, xanh dương. Quý nhân phù trợ, rượu, dậu, Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 này, tuổi Ngọ nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra. Vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay. Đường tình duyên của tuổi ngọ hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn. Dận trình tài lộc của tuổi ngọ hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, trắng. Quý nhân phù trợ, dần, mùi. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mùi. Tuổi Mùi hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết. Tình cảm như ý, tuổi Mùi đạt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp tuổi mùi thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. Có vẻ tình trạng sức khỏe của tuổi mùi hôm nay không được tốt lắm, cần thiết hãy đi khám cho yên tâm tuổi mùi nhé. Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường, trắng, đỏ đô. Quý nhân phù trợ, họ, ảo. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Những dấu hiệu trong tử vi hàng ngày phương đông cho thấy, trong ngày thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 này, tuổi thân không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Tại thời điểm này sẽ là tốt hơn cả nếu con giáp này tin tưởng vào chính kiến riêng của mình. Ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể là sự tham khảo tạm thời dành cho bản thân trong bất kỳ tình huống nào. Trong khoảng thời gian này, Người tuổi thân không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung. Cấp trên hay đối tác, đồng nghiệp đang có dấu hiệu không thành thật với bạn và rất có thể thành quả do tuổi thân tạo được sẽ nhanh chóng bị họ chiếm đoạt một cách trắng trợn. Tử Di hôm nay cũng nhắc nhở tuổi thân rằng nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột, bởi dù con giáp này có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cơ hội chiến thắng cũng sẽ không cao. Để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, đừng nên lo lắng quá nhiều mà hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên theo quy luật vốn có của nó. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường, bạc, cam cháy. Quý nhân phù trợ, thình, thị. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi dậu. Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023 cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi dậu gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Thế nhưng niềm vui với tuổi dậu sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được có lẽ tuổi dậu nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau, nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương, khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường, trắng, vàng chanh. Quý nhân phù trợ, trữ, thình. Tử vi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tuất. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023, tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào đặc biệt là giới giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường có thể bản mệnh cho rằng những chi tiết nhỏ không quan trọng nhưng nhiều lỗi nhỏ tích tụ sẽ trở thành khuyết điểm vô cùng lớn nếu tuổi tuất không sớm phát hiện và khắc phục có thể những chi tiết đó đôi khi lại tạo nên sự khác biệt vì vậy hãy tỉ mỉ trong từng việc một để giảm thiểu tối đa vấn đề phát sinh về phương diện tình cảm Đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên tuổi Tuất hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xanh nõn chuối. Quý nhân phù trợ, họ, dần tử ghi ngày 18 tháng 2 năm 2023 của tuổi hợi. Hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2023 tuổi hợi nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao gì hôm nay thì phi đang dây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kỹ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn. May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề quề cùng bạn bè. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi hợi hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nghe xen vào giữa hai người hay không. Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, hồng nhạt. Quý nhân phù trợ, mùi. Dân, quý vị thân mến, trên đây là luận giải chi tiết về tử vi 12 con giáp ngày 18 tháng 2 năm 2023. Mong rằng những dự báo trên đây sẽ giúp bạn một ngày mới tốt lành nhất, may mắn và thành công.